khắc khổ tìm vô tư chờ đến cho nhớ thương đông đầy kỷ niệm xưa còn đây mà nào đổi thay bỏ lại câu thời rồi lại đây cay đắng và thương đau từng đêm mưa giăng sâu khi nước mắt ban đầu đã tròn chiếc ly tan nhưng thôi nhắn lại vì đau đớn lòng vì đời mấy ai gửi đưa câu chung tình mấy ai nhiều cho mình cái chăng đôi tay thằng nghèo giờ đây ngồi ôm kỷ niệm ghen buồn hoang đơn coi một nụ nụ cừ bằng bằng mười hang hút bổ là sao? Ai không cừ sẽ lỗ. là sao nó là anh lắm. Ai không cừ sẽ lỗ. Ai đẹp trai hơn? Tôi không biết. Vậy hả? Có trai thì có trai độ biết chứ ai. Chồng con người mình sanh ra thì ai cũng như vậy quá không? Mà nếu có ăn thua cái tình duyên của mình. Tài độ sao mà cho gặp người yêu mình cho thiệt đẹp được rồi phải không anh ngoài tướng? Ừ. Anh ngoài trước. Anh một đầu. Ừ. Gió mát không? Dạ khỏe. Khỏe nhiều không? Dạ đẹp trời luôn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với lại anh Tú đang có mặt tại một cái đuôi của một cái cồn trên một cái cù lao rất là yên ngã, đó là cù lao năm xã Cù Lao thuộc huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ có mặt ở tại đây để chia sẻ cho cô bác quý anh chị về cảnh út nhất đang nhổ hành thê. Có rất là nhiều cô bác quý anh chị gọi điện trực tiếp cho út nhất rằng tại sao lại chọn một cái nghề nhổ hành. Vì đâu đó rằng cô bác quý anh chị nắm được một thông tin ở một cái huyện Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng. Rất là nhiều người họ bị mù và người ta gọi là nguyên một có một cái làng gọi là làng người mù luôn, làng bóng đêm. Đó, thì và cái công việc chính của họ là làm nghề hành tím. Và cô bác quý anh chị thương Út Nhất có gọi rằng là Út Nhất ơi đừng làm hành nữa vì biết đâu sau này nó bị ảnh hưởng về mắt. Nhưng Út Nhất có trả lời một câu khá là dễ thương: không làm thì lấy gì ăn, mù cũng phải đi làm vì cuộc sống mà. Nên là nữ là Út Nhất cũng cố gắng thì ngày hôm nay để chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết về một cái cảnh ở miền Tây và việc làm của Út Nhất nhổ hành trên kênh của Bùi Hồ, cho cô bác có thể biết ha. Biết nhổ hành không anh Tú? Dạ biết. Nhổ hành làm sao? Ở dưới cái mình nhổ lên vậy đó. Vậy là biết rồi, nhổ lên làm gì nữa? Thò tay xuống nhổ lên. Thò tay xuống nhổ lên hả? Ừ. Rồi làm gì nữa? Thì nhổ lên dùng cho thám. Thôi bây giờ mình đi ha. Rồi. Rồi chào cô bác có thể đi. Chào cô bác anh chị ở khách nước ngoài. Hôm nay em Tú đẹp trai cùng anh Tuấn gì đó. Cùng anh nói Tú. em Tú đẹp trai. Anh Tú đẹp trai. Ừ, cùng anh Tuấn. Với anh Tuấn với hai mình. Đi đâu? Đi xuống nhổ hành tiếp anh Tám. Đi. Ở đây là cái cây gom, cô bác anh chị thấy cây gom ở miền Tây nó dễ thương ghê không? Cái cây gom này người ta cuộn gom này bán mấy chục ngàn, người ta sẽ mua lại để mà làm gãy á. Cây gom này nhìn cứng lắm. Còn đây là cái con sông Tiền. Cái con sông này nó rộng lắm và cái cồn này nó nằm lọt thỏm trên cái dòng sông này luôn. Thôi tham quan. Tham quan hả? Dạ. Tham quan đứng đây tham quan Sáu coi. Bà Sáu làm cái gì á? Giọng hộp bắp. Cái này là cái bầu, cho bầu. Cho bầu. Ừ, cho bầu. Cho bầu hộp bắp. Ừ, bầu hộp bắp. Một bắp nè. Còn nay bà Sáu có hái rau cần cua nữa nè. Rau cần cua mấy đứa nó bỏ đó, lấy ăn đi.
Bầu này là bao nhiêu ngày mình mới trồng được hả bà Sáu? Có biết đâu, xả nước trồng bậy nó có ăn được, ăn được thì mình nữa mình chặt bỏ. Dạ. Cái bầu này là bà Sáu vô bầu vậy là bao nhiêu ngày mình mới đem cái bầu này đi trồng á? Có biết đâu ạ. À. Mới có vô bầu thôi, chưa có vô hột bắp mà. Vô hột bắp luôn. Vô rồi. Đâu, hột bắp đâu bà Sáu? Hột bắp nè. À. Tại mình bắp nó nhìn đó. Cái này người ta mướn bà Sáu này sao? Cái này mình bằng nhà bầu bậy nó lõm chó ngồi vậy đó, mình trồng bậy nó coi được ăn được thì mình bỏ. Hỏi bà Sáu coi trồng khi nào ăn anh Tú. Dạ. Hỏi bà Sáu ơi. Ôi Sáu chừng là trồng nào được ăn? Bà Sáu trồng chừng nào được ăn bà Sáu? Ra ngồi xích bà Sáu đây. 2-3 tháng được ăn được. 2-3 tháng. Mày ăn rồi, ăn không? Dạ. Ăn không? Thì chừng nào được ăn cho ba con hay. Ba con là con nào? Thì ba con hả? Ba con hả? Dạ. Ồ mày kêu hai này bằng gì? Bà này bằng anh Út Tuấn với anh Hai Minh. Út Tuấn? Dạ. Hai Minh. Còn bên này? Bên này anh Một Đồng. Anh Một Đồng. Một Đồng ổng kiếm được cái gì vậy? Qua ngồi kế bà Sáu đây cho hên. Một Đồng ổng kiếm được gì kìa? Ông kiếm được gì? Dạ. Cho tiền lấy không? Dạ. Mấy mà anh em mình cho tiền mình lấy không? Lấy của ổng không dám lấy mà. Sao vậy? Lấy tiền chứ ai vô lấy ổng? Thì biết lấy tiền rồi mà, nhưng mà con gái giữa chỗ ổng cũng như là để cho ổng có tiền để mà ổng ăn cơm chứ lấy. Hồi sớm con chở xe ảnh mà ảnh sợ chết bà Sáu. Rồi, chết à, chở đưa xuống sông mày chết ngắt đó. Mày đừng dám đi. Con nói chơi thì mình vui vẻ chứ đừng có con đẩy xuống sông à? Đừng có nóng quá hư bột hư đường. Hư đường nha. Dạ. Là sao? À, cũng như hằng sáng bên bển có gặp cái người yêu gì cho vừa ý mình không giác xét làm như chạy xe lạng lạng. Vậy là buổi sáng là anh Tuấn là không vừa ý nữa ha. Dắt bộ cái gì vậy? Cái gì rồi chạy. Đấy, quá chạy rồi. Kêu hai anh này lo cho mình con vợ coi. Dạ. Kêu hai anh bạn mình lo cho mình con vợ. Lo nhắm được không? Dạ. Lo nhắm được không? Hai này lo cho mình con bạn được không? Không, con cứ đi chơi với bạn gì với vui vẻ gì chứ cứ đừng mò. Mò lý hẹ đó vô. Rồi dòng cái tình yêu mà sao biết được. Này cũng như mình chủ yếu mình đi ra là cùng chơi cho nó vui vẻ thôi. Mày. Đi. Chứ mấy vụ đó ai biết. Thì dẫn hai này đi kiếm tình yêu đi. Không, con không biết mấy vụ đó mà. Không biết hả? Dòng mấy chuyện đàn bà người ta thương bất ngờ ai biết được. Là cũng như mình đi đến đó mà mình ép người ta vô thì nó cũng hơi khó lòng. Ừ. Rồi giờ có vợ con gì chứ? Dạ con hả? Ừ. Con ở vậy rồi. Ở vậy thì rồi đứa con nó ai nuôi? Còn ngoại bà ngoại nó nuôi mà. Ảo gì lên mà bà ngoại nuôi. Bà ngoại nó nuôi chứ con ở gì vậy? Chứ muốn con nói là ở như vậy cho khỏe. Là sao? Không như ở như vậy cho nó khỏe mà ăn. Là anh còn sống với vợ anh không? Dạ không. Nghỉ luôn ha. Hôm qua là hai vợ chồng mới chia tiền nhau á. Mà ở như vậy tu thân. Tu thân. Rồi khi nào nó thương mình nó dẫn mình đi ăn uống rồi mình ăn không? Dạ không có, con ăn với mấy người bạn ở đây được, anh Một Đồng đồ ăn chứ con không ăn đâu. Con không ăn ở tên, ăn với về anh Một Đồng với anh Hai Minh. Dạ. À. Mẹ quá trời. Ở là anh Tú này nè ha. À, liệu lời qua liệu lời lại nè, ở trên nhà vợ thì nói theo lời vợ, còn như này là nói không có vợ. Trật một lời nói là chết rồi. Chết rồi. Cái kiểu như mình có vợ, cái kiểu như mình lu bu với bạn bè anh em của mình, mít lòng bạn bè anh em của mình sao? Mình muốn ở gì tu hăng để mà đi chơi với anh em bạn bè của mình cho nó vui vẻ, hiểu không? Hai anh mặc cái áo xì tai đẹp với ai chỉ anh mặc áo khoác ngoài áo ở trong nữa hả? Anh Út. Anh Út chỉ hả? Yeah. Anh nói sao? Nói bằng cặp vô vậy gió bay phấp phới mới đẹp. Phấp phơ mới đẹp. Dạ. Rồi anh nói là sao? Anh kia chỉ vợ gì đó bằng hai cái. Rồi anh thấy thì sao? Thấy đẹp. Thấy đẹp hả? Thấy đẹp. Hồi sáng giờ là có bà nào khen anh không? Dạ chưa. Chưa hả? Nhưng mà anh tự tin với cái nhan sắc của mình không? Dạ không có tự tin gì mà, nhưng mà có cái trai với bạn bè anh em mình tự tin lấy cái lòng vui vẻ đi chơi với bạn bè mình được. Còn mày ngoài những khác thì ai biết đâu. Tú ơi, giờ chị Sáu hỏi như vậy là không vợ buồn không mày? Dạ không, ở vậy tu hăng cho khỏe hơn để chơi cho mát. M
mình ham cái tình mình vui vẻ chút, mà cũng như mình bà con chòm sớm của mình, cũng như người ta nhiều lúc người ta gặp mình như vậy đó, người ta cũng quở tất chuyện này chuyện nọ, người ta nói mình thế này thế nọ đó. Mình muốn ở gì để mà tu hăng. Tu thân là sao anh nhắc từ đó à? Có, em tu hăng là cũng như mình ở như vậy đó. Mình ở như vậy á. Rồi đó mình nên hả? Mình nên vậy đó. Vậy là ai mà không có vợ là mình nên vậy, mình đi uống cà phê, cà pháo đồ chơi. Không ai gầy la. Người ta đâu có nói mình được, mình không có gia chạm người ta. Rồi tỷ mình thương cô nào mình có cho tiền cô đó không? Dạ không. Ai dạ? Con không có. Rồi mình cho không. Con mình ăn. Cũng như cái thấy cái hờ hế bây giờ mà ăn tiền bạc nó ấy đó, mình cũng không dám quen. Quen thì sợ nữa. Sợ người ta cũng đồn tiếu rồi mình cũng ấy này chuyện này chuyện nọ dướng dấp tới nó đó. Bây giờ Thái hỏi thiệt nè, nhà của Tám Dứt. Dạ. Còn thấy ông trời không? Dạ. Thấy ông trời không? Cái nhà? Không, nhà đó giờ kín đáo lại rồi. Kín hả? Dạ. Mừng không? Dạ mừng. Mừng rồi có khóc không trời? Dạ, anh Tám ổng ăn mừng rầu đó. Ông mừng mà anh có khóc không? Dạ con cũng không biết cái vụ đó, tại vì đó, do nên anh Tám ổng rất là vui vẻ mà ổng mừng. Mà ổng có buồn không? Dạ có, ổng mừng gì ổng cụng ly đồ, ổng uống rượu bia đồ không vậy dạ, trời ngon ngày ha. Dạ anh có uống không? Dạ có, bữa đó anh uống với anh Úc Tuấn với anh Hai Minh á. Cụng ly đồ có mà. Dạ cụng ly rồi vui vẻ không? Dạ vui vẻ, bữa đó nói cũng như là mình cũng chú ý anh Út Tuấn mà nói giữa ở bển mà qua lâu lâu có cái dịp lần mới cụng ly nghe. Có cái dịp vui như vậy mới cụng ly. Lâu dữ lắm mới cụng ly. Lâu dữ. Cụng ly rồi ly nó bể không hả? Nó còn nước không, nữa. Mình cũng nhẹ. Cũng nhẹ. Mình biết khách lạ là mình cũng nhẹ chứ đâu. Chứ khách mà quen là cũng mạnh hả? Không, cũng nhẹ. Vô cho anh em mình vui vẻ chơi vậy thôi chứ. Rồi giờ dẫn hai anh này đi đâu đây? Đi ra ngoài anh Tám để mà vô hành. Hành ở đâu? Ở ngoài đó đó. Tao biết anh Tám vô hành. Ai biết đâu mà. Lóng hành kìa, vô lặt ôm nhổ hành này đâu, làm hành kiểu cho anh mình chụp mình coi nè. Cầm cái bó này vô lên mình đi hái nha. Nhổ hành. Thôi không làm việc mà Sáu làm việc nữa, tụi con cũng đi xuống anh ôm nhất cho dạ hai bà Sáu. Có gì gặp lại bà Sáu sao? Dạ dạ. Để lại thăm mấy chị mấy em cho tiền cụ nha. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm mà ăn phát đạt à. Với Sáu thì không có biết ai hết trơn. Gửi lời thăm hồ, gửi lời thăm mạnh giỏi gì đi. Và Sáu giữ gìn sức khỏe hơn. Dạ. Mình ăn nhiều sức khỏe, bán giàu cho được có tiền đặng cho bà con của bác mình vui vẻ. Con đi bà Sáu ơi. Rồi, con đi bà Sáu. Đi đúng rồi. Lấy cái nữa, vừa lấy cái này nè. Dạ, dạ được bà Sáu. Đi đúng. Nó chiên nó nhỏ nó bỏ vậy đó. Nhìn cái cảnh mà miền quê á, nó dễ thương ra. Ở đây là so gió sông lên thổi lên mắt người. Đây là hành người ta mới gieo lại, mới cầm lại á. Vừa bước chân đến cái đám hành thì nó có cái mùi nó nồng nàn vậy ha. Mùi cây, cây nồng. Ông Nhất thì đang nhổ hành từ 4 giờ sáng này cô bác anh chị. 4 giờ sáng thì ông Nhất đã đi nhổ tranh thủ để người thương lái lên á, người ta mua. Thường thường cái hành này á là nếu mà nhổ mà bị trời nắng lên sẽ bị héo á, nên thương lái người ta sẽ không có lấy. Mà mưa cũng không được nữa. Đúng rồi, phải tranh thủ. Hành này anh biết sợ nhất là gì không? Kiến. Ở đây có chú đang về cho hành này. Hôm nay thì mình thấy nhổ cũng ít. Được 4 người ạ. Ở trong cái đám cái đuôi cồn này thì một là trồng hành, hai là trồng ớt và ba là trồng bắp thôi. Còn dưa leo thì khó trồng lắm. Chào Út Nhất. Em chào anh Út nha. Ủa sao này không nhổ Út Nhất mấy cái này nè? Nhỏ. À. Mới thấy cái cảnh nhổ hành luôn á. Dạ. Qua đây chơi. Ngồi học theo anh Út Nhất kìa anh Tú.
Nhổ hành này là bao nhiêu tiền một giờ? Tiếng 25.000. 25.000. Còn làm cỏ thì 18.000. Nhổ hành nhẹ hơn mà sao nhiều tiền hơn ta? Như nó cái thức làm sao mình cũng không biết. Nó hôi hành. Cực á. Nhìn nhổ hành nhìn dễ thương. Hành này ở dưới gốc nó dễ có kiến lắm không? Không? Ủa dưới gốc nó hơi có hay không? Hành này có một cái phải xịt thuốc, phải xử lý kiến mới được. Nhổ hết mấy clip này luôn không nhất? Năm trăm mấy tạ. Bây giờ tạ nhiêu tiền cũng nhất? Chủ bán 1 triệu mấy. 1 triệu mấy hả? Ừ. Ô, 10 mấy tạ, tạ là 10 mấy triệu rồi. Ừ. Tạ là 100 ký. Ờ, tạ hành 60 hả? Tạ hành 60. Nó lạ giống như là nó mình nói một chục bắp á. Thì có chỗ là bán sẽ là 16 trái. Có chỗ thì 12 trái. Chỗ 16 có, 12 có. Dạ. Còn một tạ là thường là trong toán học là 100 ký. Nhưng mà tạ hành thì nó chỉ có 60 ký thôi. Không nói ra thì cô bác anh chị cũng không hiểu tạ hành ha. Anh một đồng hiểu không? Không, tại vì tạ thì thường dùng khác nhau. Có những chỗ khác nhau. Tạ hành là được 1 triệu mấy là lời rồi rồi. Có lời. Dạ, ngon rồi. Trong gãy này nó giống như là đánh cược vậy á. Trúng là trúng lắm mà thất là cũng buồn so luôn. Tạ hành này nắng cũng không chịu, mưa nắng quá cũng không chịu, mưa quá cũng không chịu hên. Nắng quá thì sợ héo đúng không? Còn mưa quá thì nhổ nó bị thúi. Nhổ gì anh Tú nhổ được không ta? Anh Tú nhổ thử rồi. Anh Tú qua đây nhổ thử rồi. Nè, đây nè. Anh giải vô. Nhổ đó rồi. Cái tay nhổ làm sao? Ơi. Vũ ra anh Tú. Vũ đất ra cho ta. Hành này làm gì ăn anh Tú? Ta nhổ con tay anh Tám, nhổ tay anh Tú. Trời ơi. Trời ơi lên đất kìa. Hai tay luôn. Anh Tám nhổ con tay mà anh nhổ tới hai tay. Rồi đất cho chủ nặng. Đó. Nặng ký đâu khoái hả? Trời ơi. Nhổ hai tay luôn kìa. Hành nó nặng lắm hay gì anh Tú? Nhổ kìa. Hai tay nhổ kìa. Tại anh Tú yếu chứ. Anh Tú ơi, nhổ hành này sống thọ không anh Tú? Hay dưới làm cỏ rồi á? Dạ. Nhổ hành dưới làm cỏ rồi, đối với anh sống thọ không? Hả? Dạ. Hôm trước anh nói làm cỏ là sao đó, làm nghề này sao á? Rửa tay đi, múc lá vô. Làm này vui không anh Tú? Vui. Ôi hành này tốt quá ha anh ha. Hành này chắc dễ vô ký á. Cái cọng hành nó to to không nè. Ngay bụi bự luôn hả? Ừ, bụi to nở. Ba hành này là phải đất xốp mới được. Nhổ này vui chứ. Hôm nay em thấy hành là tốt. Hành hợp với anh luôn chứ. Bụi hôm nay bự nè. Bự mà thấy bụi. Nhổ nó bởi nào ta. Và cái đám hành này thì hình như em thấy là nó không có bị bệnh như đám hành này. Trước anh nhổ á, trước nó bị hư thối. Đúng rồi. Nhổ hay bị đỏ ra trời đâu lên. Không có bị lặt chứ đúng không? Không có bị mắc mưa. Nó không bị mưa đó nha. Nhổ nó cũng vậy. Thích quay nhổ hành lắm. Quay nhổ hành nhìn nó dễ thương ha. Vũ lên. Dồn lại cho anh Tám. Lát nữa kêu có cà phê uống. Anh Tú, nhổ hành lát nữa không cho cà phê uống kìa. Vui không? Hả? Dạ vui mới nhổ nha. Hả? Vui mới nhổ. Vui mới nhổ. Dạ. Bây giờ mai mốt đi nhổ hành kiếm tiền cà phê khỏi đi lượm mũ đâu rồi. Lượm mũ cực quá.
chịu không? Chịu đi nhổ không? Chịu đi nhổ cần anh Tám không? Anh Tú, anh Tú ơi, chịu đi nhổ cùng anh Tám không? Nhổ đó, nhổ này lấy tiền không? Không, nhổ giùm cho. Lát nữa cho ly cà phê uống không? Không, sao? Giùm không? Cho ly cà phê cũng không uống luôn. Dạ không. Chỉ nhổ giùm vậy thôi à? Giùm. Bao nhiêu clip đây nhổ chắc tới hơn 10 giờ quá. Anh Tú cho biết cái cảm giác từ sớm giờ anh nhổ cũng đoạn đường cũng hơi xa xa đó, cảm thấy nó mệt hơn mình đi mò ốc không? Vụ đất nhiều anh Tú ơi, đất không à. Cái này hả? Để cho ông Tám vụ lần. Mệt không? Cái này hả? Ừ. Sao? Cái này nhổ mà mệt nhẹ ghê. Nhẹ ghê. Làm nghề này thấy sống thọ được không? Dạ. Sống thọ không? Làm ngày này làm như muốn ăn cơm hiêm nữa. Là sao cơm hiêm là sao? Rồi gặp vui mừng muốn ăn cơm hết sức. Còn ở chứ vợ hả? Chuyện ở cái này nè. Ừ. Chỗ này mau đói nha. Ừ. Vui vẻ muốn ăn dĩa cơm sườn hết sức. Còn khi nào mới không muốn ăn cơm? Thôi để cho anh Tú đi, để cho anh Tú đi. Không, cho. Dạ. Cho anh Tú đi với anh Lúc rồi uống đi. Cảm ơn chị chủ. Đây. Chị làm mướn không chị chủ? À, đây. Nó nhổ mấy cái là ly cà phê làm như thấy cuộc đời này nó hơi bị sung sướng. Uống miếng đi, uống miếng đi. Không quậy luôn. Sao, ngon không? Ngon. Cảm giác nhổ mới mấy bụi được ly cà phê sung sướng cuộc đời không anh? Sao mà thấy mau ăn quá. Sao? Sao Tư? Chuyện đó sao mà mới xuống đây cái đựng ly cà phê chắc mau quá. Mời đi nhổ nữa không? Nhổ làm việc này làm như thấy mau ăn. Mau ăn ha? Ừ. Làm mấy gì khác là nó chậm ăn quá hả? Giữa nhổ hành với lại bắt ốc với lại lùa mũ thì anh thích nào hơn? Phải vô hành này. Nhổ hành này ha. Khoái rồi, anh Tú khoái rồi. Từ trước giờ chắc cũng chưa từng làm quá. Chưa từng làm mà mới cái vô. Bụi hành này nó bự vậy anh Tú? Hả? Bụi hành nó to chứ gì? Sao em thấy nó có bụi bự bụi nhỏ là sao anh Tú? Em biết đâu rồi. Sao nó không giống nhau á? Bụi bự bụi nhỏ. Tại cái củ nó bự nè. Cái củ nó bự là nó bự hả? Ừ. Chứ không phải người trồng hả? Ừ. Cái hành này tốt ghê á, không có một cái lá úa luôn á. Thu hoạch như thế này là đúng luôn rồi. Quay lại đó nhổ gần anh Tám kìa. Thường thường á, hành á, nó ở trong cái này nè, nó bị lầy. Ừ. Nó bị lầy là nó bị úng hay thúi cái gì đó là thì phải lặt cho bỏ. Phải lặt cho bỏ. Bỏ rất là nhiều nhưng mà hành hôm nay rất là tốt luôn nè. Tốt. Quá. Ông chủ vô rồi, vô vánh rồi. Ừ. Mà bữa nay vô mánh rồi, bữa nay chắc cũng là lần đầu tiên mà anh Tú đi ra nhổ hành. Lần uống cà phê đi. Được, đúng rồi, được anh Tú đi nhổ hành là thấy là hên rồi đó. Chủ trúng hành luôn rồi. Cái này nó hơi mau ăn đúng không? Mau ăn. Chứ có cà phê chưa? Mau ăn ha. Ừ. Nhổ xong rồi anh làm gì nữa anh Tú? Tiếp mình nhớ kỳ rồi không muốn hai cái loại giác là loại á. Ừ đây cũng chích là cho tạo giác hồi trước. Cực không? Hả? Thấy làm nên cực không? Rất là nhẹ ghê. Rất là nhẹ ghê hả? Như con hiền chạy. Lên sao? Là như tàu chạy ở ngoài sông. À nó nhẹ hả? Ừ, rất là nhẹ. Rất là nhẹ. Làm này thích không? Thích.
Vậy mai mốt anh Tám kêu đi nhổ đi không? Dạ không, này cũng như phần sự của anh Tám. Còn phần sự của anh là gì? Ra coi ổng làm gì thôi chứ phụ tiếp ổng gì, giám sát ổng thôi ha. Ừ. Chứ mình là làm mình cũng đâu biết đường đâu mò đúng không? Ừ, đâu biết. Thấy anh Tám làm gì cực không? Tám hả? Ổng làm nhẹ. Này nhổ này rất là nhẹ. Rất là nhẹ ha. Ừ. Nhẹ mà mau ăn nữa ha. Ừ. Dễ có tiền. Ờ, đồng chút xíu nhổ này nó nhẹ ghê mà lại khỏe con người. Ừ. Rảnh rảnh anh Tám anh kiếm bụi cây ngủ nữa. Nhìn anh Tú dễ thương. Nói gì nghe trên đúng rồi, buồn quá à. Sáng nay sao con người em nó buồn buồn kỳ cục anh Tú? Uống ít chai nước vô. Nước gì? Coi nước ngọt đó, uống 2 chai vô. Là khỏe là hả? Ờ, 2-3 chai nước ngọt. Sao anh biết? Biết. Ừ. Sáng anh phải giải sầu mới được. Uống 2-3 lon nước ngọt vô. Vậy hả? Ờ, cho con người mình nó sảng khoái ra chút. Nước ngọt uống là để giải sầu hả anh? Ờ, uống 2-3 chai nước ngọt vô. Ừ. Là nó vui lại hay sao? Nó vui lại làm cho con người của mình uống vô khỏe thẻ rồi. Ừ. Có khi nào nó buồn thêm nữa không ta? Không, uống 2-3 ngọt vô nghe. Anh có lần nào mà anh thử như vậy chưa? Không, ông không có coi mấy cái hàng bộ phim ở nước ngoài nó chiếu vô ở trong tường hình đó. Bộ phim gì trời? Bộ phim ở trong tường hình ở nước ngoài nó đóng phim mà nó cũng như lợi nói chuyện tình cảm với mấy con nhỏ người yêu đó. À. Nó có buồn dặn gì là đẩy đâu 2-3 lon bia trong đó. Uống rồi nó dục nó quăng cái lon qua bên. Là nó càng buồn hơn. Mấy thằng dân nước ngoài nó đóng phim viết chữ chữ tàu nha, mà nó đóng phim rất là hay mà dân đẹp trai không à. Mà nó có dặn ai là nó uống 2-3 lon bia vô. Ừ. Dặn ai là uống. Tôi thấy dặn người yêu cũng như người yêu làm cho mình thất tình buồn phiền gì đó. Ừ. Là thấy nó uống đồ vô 2-3 lon bia. Ừ. Hỏi anh có dặn vợ anh có uống không? Không, mình như hoàn cảnh như nghèo đâu có làm gì được. Mấy đó là dân ta có ăn học, ta đóng phim. Ừ. Chỉ là mình chủ yếu mình coi vậy thôi, không biết. Chứ mình đâu làm theo được hả? Ờ, mình chỉ là học theo mà để mà mình uống cho nó giải nhiệt vậy thôi. Uống 2-3 lon nước ngọt vô. À, người ta có tiền, ta uống bia, mình không có tiền, mình uống nước ngọt vậy. Ờ, uống nước ngọt vô. 2-3 lon nước ngọt vô. Là nó sảng khoái liền. Ờ, 2-3 lon nước ngọt vô. Bị hằng sáng con người của mình có khi nhiều lúc nó... con người mình nó không được khỏe đó, sanh ra con người nó mình con người nó cảm giác con người nó quằn quại đó, mình uống vô vậy 2-3 lần nước ngọt vô. Cái từ quằn quại là sao ta? Cái chuyện quằn quại là cái chuyện ở trong có cái con người của mình nó quằn quại là như là nó không có được tốt cho mấy. Là người không là người xấu ha? Không phải xấu mà nhưng mà cái bản tánh của mình nó sanh ra như mấy cái chuyện như vậy đó, mình phải uống nước ngọt vô. Uống nước ngọt là mình sẽ thành người tốt. Uống nước ngọt vô, giờ lại mua cục sữa bông, cái tắm rửa giấc sáng đâu, người ta có đi đâu tắm. Ừ. Tắm vô. Ừ. Lạnh đấy bà luôn. Mình vô phòng tắm á, mình tắm cho sạch sẽ cái đầu, anh mới chạy qua đây. Tắm lấy sữa bông gội đầu tắm cho sạch sẽ cái đầu. Anh chạy đi lại cái quán tiệm gì đó, uống 2-3 chai nước ngọt vô là sạch thái con người. Không có tiền sao uống? Anh qua đây anh cho tụi tôi được mà, chứ lẽ anh không có tiền để uống vậy? Cho giết hết rồi. Hả? Cho giết hết rồi. Bữa nay hết tiền luôn. Còn có 2.000 luôn, nó đầy anh Tú luôn á. Thì anh cũng phải trừ lại để tiền uống ghế vô quán để mà mình uống 2-3 lon nước ngọt. Sáng nay còn có 2.000 đồng à. Để chúng tôi lên đỉnh tôi mua cho anh mày một lon uống thử. Lon gì? Lon nước ngọt. Còn tiền không? Còn tôi mua cho anh một đồng một lon, anh một lon uống. À, là con người nó không khỏe là liền. Dạ là gạo tay cái anh một đồng. À, bánh tay trời ơi. Chúng tôi mua cho anh với anh một đồng ngưỡng lâu uống. À. Bạn bè tốt quá. Bạn bè quá tốt. Mà hôm qua hai vợ chồng chia tiền nhau là dành nha. Để chút đi trên đi chạy lên cái đường này nè, em ghé đó anh mua cho anh một đồng lon với anh lon. Uống vô là nó sảng khoái hả? Uống vô nó khoái. Rồi lát nữa em chạy về lũi anh xuống kinh luôn á. Cái này bây giờ con người của em chưa uống, bây giờ căng thẳng lắm, em lũi anh xuống sông luôn á. Bây giờ
anh mua hết căng thẳng đó, là chắc sáng cái buổi sáng anh phải mua cục cho anh tắm anh gạo đầu gạo đầu xong xuôi rồi mấy anh mới chạy qua đây, anh mới tìm kiếm mấy cái chỗ mà bán nước ngọt đồ mình uống vô, đúng không? Thì uống vô là sẵn khoái phải không? Mà nó sẵn hay là nó khoái? Khoái, cũng như uống vô con người mình nó khoái, cũng như vui vẻ quá mình khoái, mình đi nói chuyện với anh em nó mới vui, đúng không? Lát nữa căng thẳng quá em chạy xe em lũi xuống sông luôn quá anh Tú. Dám ngồi không? Ông mà chạy ông lũi xuống sông đó là người yêu nó bỏ ông liền. Lũi xong người yêu bỏ. Và tại vì cứ như nó nói ông là chắc bộ chắc con người chơi mà với bạn bè mà không được vui chạy nửa chừng lũi. Con người không được vui rồi, không được sẵn khoái rồi. Nó nói chắc anh đậu chắc anh này chắc bộ không được vui. Người yêu bỏ luôn. Người yêu bỏ luôn. Cà phê ngon không? Ngon. Rồi. Ngon hơn anh cà phê anh ba không? Để chúng tôi lên đợi tôi mua cho anh một lon ngọt với anh. Thôi quay qua ông giúp anh tí xíu đi ha. Rồi nhỏ đi anh Túc. Mấy ngày nay là ở Đồng Tháp là thông báo là mưa bão diện rộng á. Có cảnh báo của đài khí tượng thủy văn á. Nhỏ này nhẹ không Út chứ? Nhẹ chứ. Em nhỏ thôi. Nó cũng mềm. Nó là đắt xốp. Đắt xốp, nhẹ, nhẹ. Vậy là anh Tú nếu mà làm cái này là người ta gọi là làm việc nhẹ phải không anh Tú? Việc nhẹ đó ha. Quá dễ ăn mà mới nhổ có được có mấy ấy được ly cà phê rồi. Ông nhất là giỏi là buông này bắt cái kia, buông này bắt cái kia trời. Kêu gì biết cũng làm đấy. Kêu làm gì mình cũng làm thôi. Có tiền là làm thôi. Có tiền là biết làm mà. Chỉ có sợ là làm vi phạm pháp luật là không làm thôi. Chứ còn ngoài cồn mình biết là ấy là biết làm chứ. Có rất là nhiều cô bác anh chị cứ điện nói Út Nhất là thôi nhổ hành này hại sức khỏe hay là bị này bị kia. Thì Út Nhất mới trả lời rằng là dù cho có chết cũng làm, không làm không làm đói sao? Không làm thì không có tiền ăn chứ. Bả mình cũng phải gán làm cái vậy. Đúng rồi. Trả nào cũng phải đi làm. Còn tiền sổ tiết kiệm nó để nó tới một luôn. Chúa để tới rượu cũng được. Không biết đâu có nghĩ tới cái đó thôi. Không biết nghĩ rằng là mình còn đi mặn được. Ôi anh Tú nhổ nhanh dữ trời. Anh Tú nói gì anh Tú? Dạ. Anh nói gì? Bây giờ sáng mình gặp anh Tám mình vũ có sức mạnh. Gặp anh Tám nhổ có sức mạnh hả? Anh Tám có động lực nào mạnh dữ ta? Động lực gì anh Tú? Giữa chỗ Tám đây ổng cũng như là ổng hèn từ mình mới làm việc nó mau chạy việc vậy đó ha. Còn mấy người hung dữ là làm sao? Không dữ là gần là làm mệt thấy nỉ mẹ. Sao mà mình con người mình phải đó, mình phải con người của mình phải vui vẻ mình mặn ăn nó mới mau chạy việc. Còn có người mà mình làm ăn mà mình buồn so buồn gầu đó người lợi đó mặn ăn với ai? Mặn ăn không phát triển ha anh. Mặn ăn lên không nổ. Mình vui vẻ mình cười hoài là nó sẽ đẻ ra tiền hay sao? Mình cười mình vui vẻ gì hoài cái đồng tiền nó sẽ đến với mình. Còn mình không vui vẻ. Đâu như vậy tiền nó đồ má nó rút bay gì đâu luôn. Nó đâu có bay gì gần mình được. Dạ hả? Anh Tú nói nhiều câu mà em phải học hỏi anh Tú luôn chứ. Con vui vẻ để ra tiền đúng không anh Tú? Buồn phiền thì sinh bệnh tật. Đó nó nói đụng một nụ nụ cười bằng mười hang hút bổ. Là sao? Ai không cười sẽ lỗ. Là sao nó là anh Tú? Ai không cười sẽ lỗ. Bằng mười hang hút bổ đó. Ai không cười thì sẽ lỗ. Nên cứ tối ngày anh cười hoài hả? Mình cười mà làm việc thì nó vui vẻ gì hoài lương nó sẽ đến. Lương. Nhưng mà người ta gặp chuyện buồn ta cũng không cười chứ. Nói chứ con người mình làm việc mà vui vẻ gì lương nó mau lành bệnh. Lương nó tự đến. Lương là con lương thì sao?
lương là tiền lương là sắp tới tháng người ta đưa dơ cho mình vậy. Ừ. Anh nhổ màu quá luôn á. Nhìn cái cảnh ở miền Tây dễ thương thanh viết. Ê ha, ê ha. Bị dính lên cái cọng hành á. Anh Tú nhổ hành như là bứng gốc vậy trời. Đó. Anh làm lẹ lắm á. Đây là tới đây là gần hết một clip nữa nè. Làm này nó dễ chịu không anh Tú? Dạ. Dễ chịu không? Sảng khoái. Sảng khoái hả? Vui ha. Nhổ hành là ghiền á nha. Tại thích nhổ á. Có nhiều người nhổ ghiền á. Anh vô cái đám hành này có cảm giác là hôi không anh Tú hay là thơm? Dạ, mình rửa gọn với mình mua xà bông mình rửa tay. Rửa tay để ăn chi? Tay cho sạch sẽ đồ. Sạch sẽ là làm gì trời? Để mình ăn cơm cho nó ngon miệng. Vậy hả? Nó có cái cảm giác là nó hôi hành không anh? Không. Thơm ha? Còn hồi cột bây giờ mình cũng phải chế tạo ra dầu thơm đồ xịt. Tháng 10 có sạch chưa? Rửa tay. Tháng 10 có sạch chưa? Chết rồi, anh đợi vậy là đất nó dính nó lại. Tháng 10 có sạch dầu thơm chưa? Dạ. Có sạch dầu thơm chưa? Dạ có. Chú vô thôi. Bành bành không? Ông chủ vô bánh rồi. Mau vô tạ luôn. Một clip về là được tạ không ông chú? Ông clip dài mà. Bụi to không không nhất hả? Ừ, nè, Tú, anh Tú, còn bụi sao anh nhau? Nè. Cỏ. Đây. Cỏ. Nhổ đi trường bụi của người ta. Mua xôi mang vô. Mua xôi mang vô hả? Vừa. Mang vô cho sáng mắt. Kêu ai mua? Mua anh một đồng rồi mua cái xôi mang vô. Ừ. Chơi với bạn bè mà mắt hơn mờ. Giờ là không biết bụi hành bụi cỏ luôn hả? Ừ, phải mua cái xôi mang vô chứ. Không bây giờ ông mờ quá mà ông đi làm sao được? Xôi mang vô. Em đâu biết đâu, thấy còn sót bụi thì em kêu thôi. Đó là đồ mà ném nhiều bụi lúa. Ông này ông mờ mắt đúng không? Ờ, mua cái xôi mang vô. Nói chi để anh Tú, chú anh Tú anh phiền. Thôi cái xôi cỡ nào mới nhìn thấy đấy ta? Cái xôi lên chợ mua cái xôi mình mang vô gì nè. À. Mang vô cho hành bốn mắt. Xôi là để mình đeo chứ không phải xôi mình ăn hả? Ờ, xôi mang vô cho hành bốn mắt. Ừ. Bốn mắt là thấy mới rõ. Bốn mắt, đã nói là bốn mắt mới khôn. Ờ, vì sao? Là mình có hai mắt à, mình đeo vô cái đó thêm hai con nữa thì sẵn được bốn con. Bốn con thấy mới dễ. Ừ. Thấy cái gì? Thì thấy quần hành nó dễ. Ừ. Để hầu ổng nó la lộn, ổng la... cộng lúa mà ông la cộng hành. Vậy là ông này ông không có khôn hay sao? Cái kiểu như ông cũng như già lớn tuổi cũng như mắc hơn mà. Ừ. Ông với anh lại lớn tuổi? Ông lớn tuổi hơn tôi. Vậy hả? Tôi mắc... còn nhỏ tuổi còn biết cộng này cộng nọ. Còn cộng hành mà ông la cộng lúa trong đó. Thua, ông này là thua ông rồi. Đúng không? Ờ, mình nhổ cộng hành mà giờ ông la cộng lúa trong lúa. Hỏi ông có tiền không tặng ông cái xôi luôn. Dạ. Hỏi ông có tiền không tặng ông cái xôi luôn. Cái xôi hả? Để ông ăn từ từ, ông qua lại ông mua chứ gì. Ừ. Có tiền đâu mà em mua. Anh... em đâu có tiền. Em không tiền. Không có tiền ăn xôi nữa làm gì có tiền mua xôi. Xài tiền kỹ quá ha. Xài tiền kỹ. Ông này xài tiền kỹ quá. Ờ, ông gửi ngân hàng mà bây giờ ông la, ông nói ông không tiền. Ông lừa gạt ai? Ờ, không có. Chuyện á, ông là gửi ngân hàng nhà nước mà bây giờ ông la, ông không tiền. Ừ, gầu ổ quá hả? Ừ. Ông có tiền ta mua xôi nữa mà anh nói gửi ngân hàng, không biết tiện đâu mà gửi nữa, trời ơi. Gửi ngân hàng để làm gì?
tôi thấy anh cái kiểu như anh lo cái kiểu như anh lo ra ra ngoài này anh quay bụi hành thôi chứ làm như cái phản khách của người của ông là như không có cần tiền quá. Ủa sao em không cần tiền ta? Ờ tôi nhìn cái bản tính của anh là như anh không ông không có tiền cái gì. Tại cái bản tính của ông. Ông giàu không? Tôi cũng như cái hoàn cảnh của ông làm sao tôi không biết nghe mà tôi nhìn ông mấy cái bữa mấy cái bữa mà hầu mà ảnh qua tới giờ thì thấy anh lo đi quay phim quay cảnh quay phim vô chứ thật tới ra là anh không ít có đòi hỏi mấy cái vụ đó. Dạ yeah. Ờ nó quay phim rồi. Tiền bạc thì cũng như là ai cấp cho ảnh thì mình không biết nghe, thấy anh lo anh quay phim vô. Anh không biết ở đâu anh có tiền nữa hả? Ờ không cần tiền luôn á. Ờ anh làm gì anh không biết tiền. Anh không biết luôn hả? Anh lo anh quay phim đồ tầm bậy tầm bại gì thôi. Anh không biết tiền. Đưa tiền không biết nữa. Anh cũng như là con người không biết nhắc nhở tiền. Ờ ngầu vậy là ông quay phim vừa cười vui vẻ vậy. Ừ. Là ông lo chuyện tầm bậy tầm bạ không à? Đúng không? Mình còn hơi đòi hỏi nhắc nhở vô tiền với ông không có nhắc. Vậy hả? Ừ. Thấy người ông gì tốt không? Đâu mà ông lại đàn bà con gái mà biết tiền của ông thì chết liền. Ông cứ làm hình làm hới rồi dị hoài. Cha ta biết. Con người của người ta tỏ ra người ta cũng biết đồng đồ, ở ta nhìn vô người ta cũng thấy đồng tiền trong đó phải không? Đúng rồi. Còn này con người của ông nhìn vô ấy, không ai biết tiền của ông đâu, đồng ở đâu. Nhưng mà thật ra là ông có tiền không? Anh nhìn thử coi. Nhìn cái bản tính ông lợi người mấy người đàn bà phụ nữ rồi chắc độ chắc không biết tiền ông ở đâu. Ừ. Thì tối ngày không có nhắc mấy vụ đó đâu biết. Đúng rồi. Rồi xong clip đó mệt chưa? Còn qua clip khác nữa kìa. Ơi thấy thở hơi lên rồi kìa. Nghe lời anh Tám lắm nghe. Cứ mỗi lần anh Tám chỉ đâu là nhổ đó đó. Thương anh Tám lắm. Không thương là anh Tám cho nhịn đói luôn anh Tú. Ủa hành này làm cỏ cực không Út Nhất? Dạ. Dạ hả? À chứ không có mặt ở trên clip này hả? À là mình chỉ dùng cái chét nhỏ mình chích thôi. Đúng rồi. Nhưng mà nặng hành này chắc nặng thuốc đúng không? Ừ. Nó kiến nữa. Anh Tú clip đi, anh Tám clip. Anh Tú anh làm việc là anh không nói chuyện, hồi đó giờ để ý mấy lần rồi. Thấy sự tập trung của anh Tú, hỏi là không bao giờ nói đó, mỗi khi anh làm á. Anh quá tập trung vào vấn đề anh Tú. Hả? Anh quá tập trung vào vấn đề á. Tập trung hả? Ừ. Cái này cũng như là thấy có anh cũng như là qua đây đó. Để mà phụ tiếp anh để cho quay phim vô để cho có câu chuyện để coi cho. Ừ vậy đó hả? Ừ. Chứ thật ra làm này cũng không cần tiền. Đúng không? Đúng không? Không làm dùm cho anh Tám để mà quay phim vô ảnh coi được. Ừ. Nghe anh Tú nói sớm là em không cần tiền chứ thật ra anh Tú mới là người không cần tiền á. Tại vì vừa qua em có tiếp xúc với anh Tú rất là nhiều á. Anh Tú nói là anh Tú không cần tiền luôn á. Cho cũng lấy nữa. Có vậy không? Như qua phụ tiếp mấy anh để mà quay vô để mà coi cho có mấy cái sự con ốc không đó. Cho có niềm vui thôi đúng không? Ừ. Mà người ta nói là anh Tú hình như là sau này có cho tiền rồi cái anh Tú lười đi mò ốc á. Ta nói vậy á. Có không anh Tú? Sao im vậy? Hả? Có không? Dạ.
anh bây giờ anh lười đi mò ốc rồi đúng không? Làm miếng đi mò ốc mấy rồi. Cái người đó cũng như qua qua rồi giờ đi nhổ hành. Đổi nghề hả? Đổi nghề hay đổi đồ lợi. Đi nhổ hành mà có anh Tú nói chuyện thì cũng vui. Cái này cái gì anh Tú? Cái chó. Hả? Cái chó đẻ gì đó. Làm cái gì? Không biết mấy người ta nhổ người ta căng cho bán hàng. Ờ. Cái chó đẻ này là trị bệnh gì quên rồi đó. Gan. Bệnh gan đúng rồi. Còn cái này là cây cỏ mực nè. Cây cỏ mực gì bệnh gì anh Đồng? Không biết. Ôi trời ơi, lên đây nhìn đẹp ghê không? Cây cỏ mực trị bệnh gì anh Tú? Anh Tú? Hả? Cây cỏ mực trị bệnh gì? Bệnh... mấy cái bệnh mà... bên trong mà uống vô là nó chạy ra ngoài hết trơn. Cái bệnh bên trong hả? Là bệnh gì trời? Bất cứ bệnh gì không biết chứ uống là tự động nó chạy ra ngoài hết trơn. Chạy xe vậy. Uống cái nó chạy ra ngoài luôn. Chạy ra ngoài là hết bệnh. Như vậy là Bùi Hồ cũng đã chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết về cái cuộc sống của ông Nhất những ngày nhổ hành như thế này. Mỗi một giờ như thế này thì ông Nhất sẽ được 25.000, sẽ nhiều tiền hơn so với lại việc làm cỏ hay là bỏ phân cải, những cái công việc mà của nhà nông mà làm thuê làm mướn đó cô bác quý anh chị. Hành này thì nhổ nhiều nó cũng khá là cay mắt. Có nhiều cô bác quý anh chị nói rằng ở huyện Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng á, làm hành này nó sẽ bị ảnh hưởng đến mắt. Nhưng mà đối với hành này thì nó không sao. Nó ông Nhất làm cái công việc này nó cũng không thường xuyên lắm. Và việc nhổ hành như thế này nó cũng là một nghề mà chân chính để mà kiếm ra tiền. Ông Nhất nói một câu mà rất là thương: nếu như mà không làm thì để lấy gì mà sống. Thôi thì công việc đến đâu làm đến đó. Hôm nay thì chia sẻ đoạn clip này với một trong những cái cảnh sông nước của miền Tây, cô bác quý anh chị biết về cái nghề cố nhất nói riêng và những người làm thuê làm nông nói chung. Rất mong video clip này sẽ mang lan tỏa đến tất cả các cô bác quý anh chị về những người nông dân chăn chắc ở miền Tây ha, cũng chia sẻ về cô bác quý anh chị những cô chú là Việt kiều á, hiểu thêm về cái một trong những cái nếp sống rất là bình yên ngay tại một cái cù lao như thế này. Còn bây giờ thì xin đi khách vô tư chợt đến cho nhớ thương đông đầy đi niềm xưa còn đây mơ nào đổi thay bỏ lại câu chuyện thời rồi lại đây cay đắng và thương đau từng đêm mưa giăng sâu khi nước mắt ban đầu đã tròn kiếp ly tan. Nhưng thôi nhắn lại vì đau đớn lòng vì đời mấy ai gửi đưa câu chung tình mấy ai nhiều cho mình cái trắng đôi tay thằng nghèo giờ đây ngồi ôm kỷ niệm gánh buồn hoang đơn coi rồi. Hai mẫu hành rất là to cô bác anh chị. Hành này là tới 1.000.000 một ký, 1.000.000 một tạ, có nghĩa là 60 ký là 1.000.000 thì khoảng 20.000+ hơn, 20.000+ một ký. Mà hai bó này khoảng 2-3 ký đó. Mà anh chủ anh dễ thương, anh tặng hai anh em hai bó hành luôn nè. Ở đấy người miền Tây dễ thương không? Về miền Tây thì cô bác anh chị khỏi lo cơm nước gì á. Về miền Tây thì có người quen ở miền Tây là thoải mái luôn. Đây là hai bó hành được anh chủ anh tặng. Anh nói ở Đồng Tháp á là có chuột, đem hành này về xào chuột ăn anh. Cảm ơn anh chủ nhiều ha. Chúc mùa này mùa sau là anh chủ luôn làm trúng vụ như thế này. Dạ cảm ơn nhiều. Hãy mặt bà con cô bác cảm ơn anh chủ. Anh Tú thấy không? Dạ thấy. Thấy không? Không, để cho anh ăn đi. Thấy không? Không, 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 để cho anh ăn. Sao anh không ăn? Không, nhường lại cho anh ăn đi. Dễ thương không? Không, 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 không. Tôi nhường lại cho anh ăn đi. Sao? Không có ăn đâu. Nói là mấy cảm ơn cô bác anh chị đi. Để cho anh ăn mấy hộp. Sao anh không hợp? Tại vì kiểu anh ở ngày cỡ dùng xa ở đây mà thấy có anh chị để cho anh đem về anh ăn. Dạ hả? Ở bữa anh ăn đây. Dễ thương không? Thử anh hết chứ.
luộc gì đó, hoặc là mua ít đùi gà gì bỏ vô xào. Rồi đó là chào tạm biệt cô bác quý chị đi kìa. Dạ, chào anh chị ở nước ngoài. Nước ngoài anh? Nước ngoài đã gắm vô trong đây là ăn tiền nước cho ba anh em tôi. Thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác quý chị. Và thôi chắc có lẽ là đầu tiên đến đây cũng khá dài. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ha.